Iran mở đợt tập kích lớn vào Israel nhưng được thực hiện kiềm chế nhằm tránh leo thang xung đột, vừa thiết lập khả năng răn đe với Tel Aviv. Trận tập kích quy mô lớn với khoảng 200 máy bay không người lái, UAV và tên lửa các loại từ Iran nhắm vào lãnh thổ Israel kết thúc vào sáng 14 tháng 4 với mức thiệt hại không đáng kể, theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari. Hagari cho hay, đại đa số các vũ khí mà Iran tung ra trong đợt tấn công đã bị đánh chặn bởi lưới phòng không và không quân Israel, cùng sự hỗ trợ từ các nước đối tác. Một số tên lửa Iran rơi trong lãnh thổ Israel gây thiệt hại không đáng kể ở một cơ sở quân sự và không gây thương vong. Chỉ có một em bé bị thương trong vụ tấn công, Hagari nói. Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết tên lửa đạn đạo Khayba đã đánh trúng căn cứ không quân Israel tại sa mạc Negev. Họ tuyên bố đây là căn cứ được Israel sử dụng trong vụ tập kích tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại Syria vào đêm 1 tháng 4, khiến 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC thiệt mạng, trong đó có 2 chuẩn tướng. Khoảng 4 tiếng sau thời điểm phát hiện Iran khai hỏa, chính phủ Israel cho phép người dân rời hầm trú ẩn, cho thấy tình báo Israel đánh giá đòn đánh của Iran đã kết thúc. Phái bộ ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố vụ tập kích quy mô lớn này là hồi kết cho đối đầu giữa hai nước, xoay quanh sự kiện Israel tập kích tòa nhà ngoại giao Iran. Tehran nhấn mạnh không muốn leo thang hay xung đột trên toàn khu vực, khẳng định vụ tập kích là hành động tự vệ chính đáng, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn cảnh báo Israel sẽ trả giá nếu có thêm hành động khiêu chiến hay tấn công Iran. Thiệt hại hạn chế trên thực địa, diễn tiến vụ tập kích cùng các thông cáo ngoại giao liên tục từ Iran trong sáng 14 tháng 4 đã cho thấy đòn tấn công là động thái có tính toán và chừng mực của Iran, theo chuyên gia an ninh Trung Đông Hassan Barari thuộc Đại học Qatar. Ông lưu ý các thông cáo từ phái bộ ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc liên tục nhấn mạnh cuộc tập kích đã khép lại sự việc Israel tấn công cơ quan ngoại giao Iran. Điều này cho thấy Iran không muốn có thêm bất kỳ hành động trả đũa nào nữa. Iran đang cố thực hiện một đòn tấn công có tính toán và kiềm chế để tái lập khả năng răn đe với Israel, đồng thời không bị xem là lãnh đạo yếu đuối trong mắt những nhóm dân quân thuộc trục kháng chiến mà họ đang dẫn dắt, Barari nói. Iran từ lâu hậu thuẫn trục kháng chiến gồm nhiều nhóm dân quân vũ trang khắp Trung Đông như tổ chức Hezbollah ở Lebanon hay phong trào Hamas ở Gaza, nhằm chống lại lợi ích của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Các nhóm này được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ Tehran và nhận chỉ thị từ các chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Nhà báo Rory Challen của Al Jazeera cũng đưa ra nhận định tương tự về đòn tập kích đã được báo trước từ lâu của Iran. Ông cho rằng Tehran vừa muốn gửi thông điệp giàn mặt, vừa không muốn gây ra thiệt hại quá lớn, để rồi đẩy căng thẳng leo thang thành xung đột cấp độ khu vực. Thiệt hại ở Israel rất nhỏ, chỉ được ghi nhận ở căn cứ không quân giữa sa mạc, một vài trường hợp bị thương và không có người thiệt mạng. Đây là phép thử đối với Israel. Nội các chiến tranh Israel đã được trao quyền tổ chức đáp trả Iran, nhưng liệu họ có tính toán và chừng mực như đối phương hay không? Mỹ sẽ nói gì với Israel? Liệu họ có khuyên trả đũa nhẹ tay và kêu gọi các bên bình tĩnh lại? Challen đặt câu hỏi. Dorser Jabari, nhà báo của Al Jazeera tại Tehran, đánh giá quân đội Iran đã hành động theo đúng thông điệp cảnh báo của mình trong 2 tuần qua, rằng đòn trả đũa vụ tập kích tòa lãnh sự sẽ được thực hiện chính xác và trong giới hạn. Bà nói diễn biến ở thực địa cho thấy IRGC hành động đúng như tên gọi, lời hứa đích thực của chiến dịch lần này. Đây đã là mức phản ứng nghiêm trọng nhất mà Iran tung ra. Nó rõ ràng không thể được gọi là đòn tấn công tổng lực, nhưng cũng giúp Iran thị uy. Thế giới đã chứng kiến kịch bản chưa từng có, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV Iran đồng loạt hướng về phía Israel, Jabari nói. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Iran khai hỏa tên lửa trên lãnh thổ để tấn công Israel. Dù hai nước xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, các đòn tập kích qua lại trước đây thường nhắm vào lực lượng ủy nhiệm của Iran, cơ sở tình báo hoặc lợi ích của Israel ở nước ngoài, và hai bên tránh tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, Jabari bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng địa chính trị sau khi Israel tập kích tòa lãnh sự Iran chỉ mới khép lại chương đầu tiên. Giờ đây thế giới sẽ phải chờ đợi chương tiếp theo. Những hành động tiếp theo của Israel sẽ quyết định liệu cuộc xung đột này được giữ nguyên mức độ hay sẽ leo thang nghiêm trọng hơn, nhà bình luận này cảnh báo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 13 tháng 4
tuyên bố chính phủ của mình giữ nguyên lập trường, bất kỳ ai làm hại Israel đều sẽ bị đáp trả. Các quan chức Israel, đặc biệt là các thành viên nội các an ninh và phe cực hữu, đang đòi hỏi Tel Aviv tung ra đòn đáp trả đủ uy lực nhắm vào Tehran. Trong khi đó, IRGC cảnh báo mọi đòn trả đũa tiếp theo từ Israel, dù ở bất kỳ cấp độ nào, đều phải chịu đáp trả mạnh tay. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Mohammad Reza Esthiani còn đe dọa trừng phạt bất kỳ nước nào, hỗ trợ Israel hoặc cho quân đội Israel sử dụng không phận và lãnh thổ để tấn công Iran. Iran và Israel đang kéo toàn bộ khu vực vào tình cảnh chưa từng có tiền lệ. Đây là giai đoạn vô cùng nguy cấp và những hậu quả tiềm tàng đều là thảm họa, Ali Vaez, giám đốc nghiên cứu Iran của tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế ICG bình luận. Quân đội Israel, IDF cùng đồng minh Mỹ tuyên bố đánh chặn phần lớn số UAV tên lửa này bên ngoài không phận. Một số tên lửa Iran rơi xuống khu vực không có dân và căn cứ không quân Nevatim ở vùng sa mạc Negev miền nam Israel nhưng không gây thương vong. Time of India dẫn video cho thấy loạt vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran được thực hiện bên ngoài khí quyển, tạo ra các quầng lửa lớn hình tròn khác thường. Tên lửa đạn đạo thường được phóng ở góc cao, vượt ra khỏi bầu khí quyển trái đất, thực hiện hành trình pha giữa trong không gian, sau đó xâm nhập trở lại khí quyển. Trong giai đoạn hồi quyển, đầu đạn tên lửa sẽ tăng tốc và đạt tốc độ cực cao trước khi lao xuống mục tiêu. Bởi vậy, quá trình đánh chặn tên lửa đạn đạo thường được thực hiện ở pha giữa, bên ngoài bầu khí quyển, khi quả đạn chưa đạt tốc độ tối đa và có quỹ đạo bay tương đối ổn định. Loạt vụ đánh chặn tên lửa Iran có thể được thực hiện bởi tên lửa Arrow-3 của Israel hoặc tên lửa SM-3 phóng từ tàu hải quân Mỹ. Dòng tên lửa Arrow được Tel Aviv phát triển từ giữa những năm 1990 trong chương trình trị giá nhiều tỷ USD để đối phó với mối đe dọa từ Iran, trong đó Arrow-3 là mẫu tên lửa phòng không hiện đại nhất của Israel. Hệ thống Arrow-3 có tầm bắn 2.400 km, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao 100 km. Năm ngoái, Israel lần đầu dùng tên lửa Arrow-3 để đánh chặn các mục tiêu hướng vào nước này từ Biển Đỏ. Tên lửa SM-3 của Mỹ cũng có thể tiến hành đánh chặn ngoài khí quyển, tiêu diệt tên lửa đạn đạo đối phương trong pha giữa. Giới chức Mỹ cho biết hệ thống phòng không của Washington ở Trung Đông đã hạ một số vật thể bay Iran nhắm vào Israel, song chưa nêu cụ thể. Tổng thống Joe Biden cho hay ông đã ra lệnh cho tiêm kích và các tàu chiến trang bị lá chắn tên lửa đạn đạo triển khai tới Trung Đông gần đây. Nhờ sự hiện diện của họ và kỹ năng tuyệt vời của các quân nhân Mỹ, chúng tôi đã giúp Israel bắn hạ gần như toàn bộ UAV và tên lửa, ông Biden nói. Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin nội các chiến tranh của Israel ngày 14 tháng 4 đã được nội các an ninh Israel trao quyền quyết định các hành động phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran. Điều này đồng nghĩa với việc nội các chiến tranh bao gồm 3 thành viên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Tổng tư lệnh quân đội Benny Gantz sẽ không cần hỏi ý kiến nội các an ninh trước khi đưa ra các hành động đáp trả nhằm vào Iran. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thông báo về các phản ứng sắp tới đối với cuộc tấn công của Iran. Cũng trong ngày 14 tháng 4, hai nguồn tin an ninh khu vực cho biết lực lượng không quân Jordan đã chặn và bắn hạ hàng chục máy bay không người lái của Iran vi phạm không phận nước này khi đang trên đường hướng tới Israel. Các nguồn tin trên khẳng định thêm, quân đội Jordan cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và các hệ thống radar đang theo dõi mọi hoạt động của tất cả các máy bay không người lái đến từ hướng Iraq và Syria. Người dân ở một số thành phố ở phía bắc Jordan, gần Syria cũng như các khu vực miền Trung và miền Nam đã nghe thấy tiếng nổ lớn trên không. Tại các khu vực phía nam thủ đô Amman, cách Jerusalem 60 km, một số máy bay không người lái đã được nhìn thấy bị bắn rơi. Người dân cũng tập trung xung quanh xác một chiếc máy bay không người lái lớn, được cho là đã rơi ở khu thương mại ở ngoại ô Mari al-Hamam của thành phố Amman. Một nguồn tin an ninh trước đó cho biết lực lượng không quân Jordan đang tăng cường các chuyến bay trinh sát. Trước đó, Jordan đã đóng cửa không phận của mình từ tối 13 tháng 4 đối với tất cả các máy bay đến, đi và quá cảnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực tăng vọt sau khi Iran đe dọa trả đũa Israel vì cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở Damascus, Syria. Jordan nằm giữa Israel và Iraq, quốc gia giáp danh Iran. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.